Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, đây là hình ảnh gây ồn ào nhất trong giới showbiz những ngày qua. Đàm Vĩnh Hưng, một ca sĩ có sự nghiệp hơn 30 năm ca hát nhưng lại khoác lên mình một bộ trang phục với những chiếc huy hiệu lạ như thế này khi biểu diễn khiến nhiều người phản ứng. Đàm Vĩnh Hưng có lẽ là một trong những ca sĩ có nhiều tai tiếng nhất trong showbiz Việt. Quý vị và các bạn đang theo dõi Hà Nội 18 giờ với những nội dung vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Tôi là Đinh Trang. Còn tôi là Xuân Thúy. Hà Nội 18 giờ ngày hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận về sự việc này. Những chiếc huy hiệu lạ được cài lên bộ trang phục mà nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sử dụng trong live show Ngày Em Thắp Sao Trời. Theo nhiều người, hình ảnh này liên tưởng tới các huy hiệu của Biệt Công Bộ Tinh, một loại huy chương của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên người tự cho là ông Hoàng Nhạc Việt lại sử dụng những trang phục gây nhiều tranh cãi như vậy. Mới đây nhất, trên trang cá nhân của mình, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng. Đây là bộ trang phục lấy cảm hứng từ một thiết kế trên sàn diễn thời trang quốc tế mà mình yêu thích, do nhà thiết kế Tuấn Trần thực hiện. Ca sĩ này khẳng định các huy hiệu đi kèm là phụ kiện trang trí bình thường, không có một ẩn ý nào. Trước những ồn ào này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh xem xét xử lý vụ việc Đàm Vĩnh Hưng gắn huy hiệu lạ trong show diễn Ngày Em Thắp Sao Trời nếu phát hiện vi phạm. Đây là sự kiện kỷ niệm 30 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng và với tiếng tăm của mình thì đã thu hút buổi biểu diễn đã thu hút được 1.500 khán giả tham dự. Và sau đêm nhạc thì nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ những hình ảnh về bộ trang phục màu vest trắng đục của nam ca sĩ và cho rằng là Đàm Vĩnh Hưng đã ăn mặc không phù hợp với người Việt Nam. Nhiều ý kiến khác cho rằng huy hiệu gắn trên áo của Đàm Vĩnh Hưng trông na ná huy chương Biệt Công Bội Tinh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Nhiều người khác thì cho rằng nam ca sĩ này ăn mặc và cài phụ kiện như vậy là một hành vi nhạy cảm. Được biết Biệt Công Bội Tinh là một huy chương của chế độ Việt Nam Cộng Hòa được phát hành từ những năm 1950 đến 1974. Huy chương Biệt Công Bội Tinh thường được trao tặng cho quân nhân nào có công với Việt Nam Cộng Hòa. Và Biệt Công Bội Tinh cũng được trao cho cả các thành viên của quân đội nước ngoài và thường xuyên được trao cho các thành viên của quân đội Mỹ trong những năm tham chiến tại Việt Nam. Và trang phục biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng có cài một chiếc huy hiệu lạ như vậy đã khiến dư luận bức xúc và đặt câu hỏi liệu Đàm Vĩnh Hưng có ẩn ý gì? Trước những dư luận như vậy thì Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết Sở đã nắm được thông tin, đồng thời đã và đang làm việc với các cá nhân là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Tuấn Trần là người thiết kế ra bộ trang phục này. Đến thời điểm này thì vẫn chưa có kết luận về vấn đề này, nhưng dư luận thì vẫn đang rất bức xúc trước hành vi của nam ca sĩ này. Trước sự việc này, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Nhiều người cho rằng việc sử dụng trang phục của nam nghệ sĩ thực sự gây phản cảm, không phù hợp và dễ gây hiểu lầm. Cấm vĩnh viễn luôn, nếu chỉ phạt hành chính thôi thì rẻ quá, phải xử thật mạnh, ăn mặc không đúng với giá trị văn hóa Việt Nam, không thể chấp nhận được. Ủa, đòi diễn nữa hả? Còn liêm sỉ không vậy? Tôi nói như này, cái thứ nhất, cái sự biểu diễn của anh ta lại rơi đúng vào cái ngày mà cả dân tộc, cả một đất nước, đúng không nào, đang kỷ niệm một tuần lễ ngày chiến thắng 30/4 và ngày 7/5 Điện Biên Phủ. Tại sao có những cái sự việc nó xen kẽ nó xảy ra ở trong một cái thành phố lớn như thế này mà với một con người có tầm ảnh hưởng lớn đến công chúng như thế, đúng không nào? Đối với sự việc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhiều chuyên gia cho rằng không thể chấp nhận được hành vi này ở một nghệ sĩ của công chúng khi không có đủ nhãn quan nhận thức về chính trị, văn hóa, nghề nghiệp, thậm chí có dấu hiệu bất chấp, cần phải xử lý nghiêm khắc để làm gương. Chúng ta thấy rằng nếu như mà những cái trang phục và những cái huân huy chương, huy hiệu mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sử dụng trong cái đêm hát hôm 4 tháng 5 vừa qua mà nó là những cái biểu tượng của chế độ cũ hoặc là của lực lượng quân sự hải quân của Mỹ thì rõ ràng đấy là vấn đề nó không thuần túy là vấn đề gọi là văn hóa nghệ thuật nữa mà có thể nó sang cả những cái khía cạnh tư tưởng chính trị, đạo đức. Bởi vì trong những trang phục của mình thì mình có thể mặc rất là thoải mái và ca sĩ càng được thoải mái. Nhưng khi biểu diễn trước công chúng và gọi là với những cái chương trình biểu diễn mà nhân những ngày hội lớn của đất nước như thế mà sử dụng những cái nếu như đó là những cái gọi là biểu tượng của chế độ cũ hoặc là của lực lượng gọi là quân đội Mỹ thời xưa thì rõ ràng cái này là không thể chấp nhận được. Và cơ quan quản lý văn hóa cũng như là về an ninh chính trị nội bộ cũng cần phải có những ý kiến xác đáng và để mà gọi là nhắc nhở và để cho các ca sĩ khác cũng noi gương đó để mà mình phải rất thận trọng khi mình sử dụng những cái trang phục, những cái gọi là thiết bị, đặc biệt là những cái gọi là huân huy chương tư liệu của một cái nước nào đó, của một cái chế độ nào đó mà khác lạ so với lại chúng ta thì chúng ta hết sức phải thận trọng. Người nghệ sĩ là những cái người của công chúng, vì vậy nên là họ có một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với lại cái nhận thức, thị hiếu, lối sống, thậm chí là ngôn ngữ của công chúng nữa. Chính vì thế nên là chúng ta luôn luôn mong muốn rằng là các nghệ sĩ phải là những tấm gương mẫu mực để từ đó thì không chỉ là những các cái dấu hiệu, là những cái chỉ báo để cho chúng ta phát triển đạo đức, phát triển nhân cách cho xã hội, mà cái điều đó nó còn tốt cho cả chính các nghệ sĩ nữa, tốt cho nghề nghiệp của họ nữa. Đối với trường hợp của Đàm Vĩnh Hưng trong một cái buổi biểu diễn ấy, thì chúng ta thấy có khá nhiều các cái luồng ý kiến khác nhau, và tôi thì hoàn toàn tin tưởng rằng là các cái cơ quan chức năng, Sở Văn hóa cũng như là Cục Nghệ thuật biểu diễn có thể dựa trên các cái căn cứ, các cái bằng chứng để có thể có được các cái hình thức nó phù hợp với lại bản chất của sự việc, và từ đó có thể trở thành một cái trường hợp điển hình để giúp cho người nghệ sĩ có thể quan tâm nhiều hơn không chỉ đến nghệ thuật của mình mà còn các cái vấn đề có liên quan đến nghệ thuật khác như trang phục, như lời nói, như là các cái chia sẻ của họ, và từ đó thì giúp cho chúng ta có một cái không khí nghệ thuật nó tích cực hơn, nó trong lành hơn. Cùng nhìn lại quá trình sự nghiệp 30 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng thì có thể thấy rằng là sự thành công của Đàm Vĩnh Hưng quả là có 102, bởi vì là từ một người thợ làm tóc đến danh vị tự phong là ông Hoàng Nhạc Việt.
Vâng, ông Hoàng Nhạc Việt thì có lẽ danh xưng này là một chiếc áo quá rộng đối với ông Hoàng Đàm Vĩnh Hưng, nhưng có một chiếc áo vừa vặn hơn mà nhiều người đang phong tặng cho Mr. Đàm, đó là ông Hoàng Scandal. Một nam ca sĩ nổi tiếng và cũng là tai tiếng bậc nhất làng giải trí thì luôn là để truyền thông phải tốn nhiều giấy mực, từ chuyện giới tính, chuyện nghề nghiệp đến văn hóa ứng xử. Có lẽ đó cũng là một lý do mà sau nhiều năm ca hát, Đàm Vĩnh Hưng vẫn nóng, dẫu nam ca sĩ này vừa bước qua tuổi 50. Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được cho là người có nhiều tai tiếng nhất làng showbiz Việt. Trong suốt quá trình tham gia thị trường giải trí, nam ca sĩ này từng có rất nhiều những hành động và phát ngôn gây sốc, phản cảm. Điển hình là năm 2011, Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận xôn xao khi trả lời phỏng vấn: "Tôi chẳng bao giờ muốn làm ông hoàng này, ông hoàng kia gì hết. Vì đã là ông hoàng là phải có ngôi vị, rồi lại nhanh chóng bị truất ngôi bởi triều đại khác. Tôi chỉ muốn làm mặt trời thôi, vì mặt trời thì chỉ có một." Ngày 4 tháng 11 năm 2012, Mr. Đàm lại có hành động gây sốc khi khóa môi một vị sư để cảm ơn đã bỏ 55 triệu đồng ra để mua chai rượu của chương trình. Với hành động này, Đàm Vĩnh Hưng đã bị phạt 5 triệu đồng. Vào năm 2012, sau khi được bầu chọn là nam ca sĩ được yêu thích nhất tại HTV Awards, thay vì vui mừng nhận giải như nhiều nghệ sĩ khác, Đàm Vĩnh Hưng lại thẳng thừng tuyên bố anh chán nhận giải thưởng. Đêm 13 tháng 3 năm 2019, khi không hài lòng với điều tiếng dư luận dành cho mình, Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi livestream tuyên chiến với anti-fan, trong đó có những từ ngữ nặng lời. Trong đó Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố mình là vùng đất cấm. Tháng 12 năm 2020, Đàm Vĩnh Hưng cùng hai nghệ sĩ khác đã bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh công bố mức phạt 10 triệu đồng do đưa tin sai về dịch bệnh do virus Corona. Và gần đây nhất là tháng 3 năm 2023, Đàm Vĩnh Hưng cho ra mắt bộ phim tiểu sử về mình với tên gọi Hào Quang Rực Rỡ, The King. Tuy nhiên sau khi công bố tên phim, tựa đề này nhanh chóng gây tranh cãi khiến nam ca sĩ nhanh chóng xóa tên tiếng Anh The King trong teaser poster chính thức của bộ phim. Có thể thấy sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng gắn liền với đủ loại ồn ào và lần nào cũng vậy, chỉ cần sắp có một show diễn hay một dự án lớn, cái tên Đàm Vĩnh Hưng lại nổi lên khắp các mạng xã hội bởi những chiêu trò truyền thông không mấy tốt đẹp. Vâng, như trong clip vừa rồi thì quý vị có thể thấy ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tự tin đến mức rằng là cho ra mắt một bộ phim tiểu sử về mình với tên gọi Hào Quang Rực Rỡ, The King. Đông đảo công chúng thì cho rằng là Đàm Vĩnh Hưng ngạo mạn, ngông cuồng khi tự xưng mình là vua, trong khi giới quan sát thì nhận định đây là một hành động có chủ ý, nằm trong sự tính toán để thu hút được sự quan tâm của dư luận. Có lẽ rằng là chúng ta cần phải tăng nặng các hình thức xử lý với những nghệ sĩ có những chiêu trò phản cảm vì sự ảnh hưởng của họ đối với xã hội, đặc biệt là giới trẻ vô cùng rõ ràng. Chính vì vậy nhiều chuyên gia cho rằng trước khi chúng ta thay đổi luật thì các cơ quan truyền thông báo chí của chúng ta cũng cần nghiêm khắc hơn khi mời những nghệ sĩ lên sóng, vì chỉ cần cấm sóng những nghệ sĩ vi phạm đạo đức thôi thì đó như là một hình phạt rất nặng và ảnh hưởng trực tiếp. Nếu thực hiện nghiêm túc việc này, nghệ sĩ sẽ ý thức được nguy cơ bị cấm sóng nếu xảy ra vi phạm. Vâng, và có lẽ đến bây giờ thì cũng là thời điểm để các nhà quản lý nghệ thuật cũng như khán giả Việt Nam cần nghiêm túc xem xét lại luật định, chế tài để quản lý nghệ sĩ trong nước. Và chúng ta cũng cần mạnh tay xử lý, thải loại những nghệ sĩ lệch chuẩn đạo đức, vi phạm pháp luật để làm trong sạch môi trường nghệ thuật của nước nhà.